tập chiếc tiến nhận chở hàng cho anh Sáng ra bến xe. Đến trễ chạy vào xóm trọ đụng chị Hiền, mọi người trong xóm trọ thấy Tiến có vẻ ngang ngược nên muốn đòi lại sự công bằng cho chị Hiền. Tiến định móc bột ớt quăng mọi người thì chú Mạnh đi ra, hai người gặp lại nhau. Thì ra lúc trước chú Mạnh đã giúp đỡ Tiến cho Tiến tiền về quê làm ăn, nhưng vì dịch đến nên làm ăn thất bại. Hai vợ chồng lên lại Sài Gòn để kiếm sống, gom tiền mua được chiếc ba gác chở hàng, nhưng hàng tháng vẫn không đủ tiền đóng tiền trọ. Bình thấy vậy mới nói trong phòng trọ còn phòng trống, nói Tiến dọn đến xóm trọ ở, với lại chị Hiền hay giúp người có hoàn cảnh khó khăn, cho free tiền trọ. Thấy vậy hai vợ chồng Tiến liền dọn đến xóm trọ. Ngày hôm sau khi đi chở hàng nghe mấy người đang nhậu nói chuyện với nhau về việc năm nay sẽ đi chơi Tết như thế nào, Tiến thấy tủi thân vì hoàn cảnh khó khăn không đưa vợ về quê ăn Tết được. Trong xóm trọ mọi người đang bày tiệc ăn mừng vì có thành viên mới dọn đến xóm trọ. Thôi hết chuyện ơi. Hết chuyện rồi. Được rồi, vô được nha. Thôi vô, có lần kia vô, có chuyện có lần vô, có chuyện à. Anh Mạnh ơi. Cái gì nữa tôi nói. Ủa, bộ em có làm gì sai hả anh? Không, không có. Nãy có mấy người xóm vô nói chuyện trên trời đất không à, cho nên tự tưởng em là hàng xóm thôi. Không gì. Dạ, vậy em tưởng. Ủa, hôm nay mọi người có chuyện vui sao mà bài tiệc ngon quá vậy? À không có gì, tại vì thấy gì buổi trưa em ăn ở ngoài, anh có kêu em với anh Tiến về làm cái buổi tiệc cho nhỏ như là mừng em gia nhập cái xóm trọ này. À, mừng anh chị gia nhập xóm trọ tình thương bến thương. Mặt chị Tiến cứ ngại ngại kìa. Tại anh chị đã giúp vợ chồng em chỗ ở rồi, bây giờ phải mở tiệc như vậy vừa tốn tiền vừa mất công nữa, em ngại quá à. Có gì đâu mà ngại chị, ai cũng được đối xử như vậy hết á. Cứ hễ có người mới vô xóm trọ là vợ chồng chúng mình sẽ đãi tiệc coi như là một cái buổi họp mặt để cho tụi mình nói chuyện cởi mở hơn, hòa đồng hơn. Chính xác. Ê nhưng mà thiếu nha, để tao bổ sung. Nghĩa lâu lâu á là cuối tuần á nguyên cái xóm trọ sẽ bày ra ăn tiệc. À, hoặc là ai có chuyện gì vui á thì là mọi người cùng nhập tiền cho nó vui chung. Đúng rồi. Chị, ngại có hại cho bao tử. Nó đang ngồi với em. Qua đây. Trời ơi, chị biết sao không? Mấy cái này là mọi người đã dày công mà chuẩn bị cho chị xong hết rồi đó. Chỉ cần đợi chị với anh Tiến về là mình nhập tiệc thôi. Ủa, alo mấy đứa ơi. Mọi người dày công chuẩn bị. Tất cả chỗ này là một mình tiền chị đó. Tiền chị đó. Thì tụi em cũng phụ bày ra mà. Đúng rồi, em cũng chịu luôn nè. Nè, em cũng bày cái ly của em. Tính ra em rót nước cho chị luôn á. Thì chị bỏ tiền thì tụi em bỏ công, bỏ sức. Chính xác. Thôi là vậy đi. Em cảm ơn anh chị và mọi người nhiều. Anh em trong gia đình không à, cái gì đâu cảm ơn. Mày đó. Trong xóm trọ mình cái câu mà gọi là cái gì mà xì lô gên của là câu gì? Xóm trọ mình là một gia đình. Hiểu chưa? Ở quên nữa, em đây là thằng Tiến đâu? Chồng em chưa về hả? Chưa. Sáng giờ em gọi điện cho ổng hoài luôn mà ổng không có bắt máy. Em tưởng là ổng về trước em rồi chứ. À vậy là chắc ảnh đang chở hàng hay là khiêng vác gì nên không nghe máy được á. Xíu về giờ mà. Đợi xíu đi, xíu đi. À chị Hiền, em tính hỏi chị này. Cái găng á, bộ chị làm hả? Trời ơi, ra trúng đài chị Hiền còn gì nữa. Chị Tiên mới tới mà khéo quá à. Chị làm cộng tác viên cho lại Nhơ Khoai Xanh Liếp. Sao, em muốn làm răng hả? Em thích lắm chị. Thích hả? Ừ, em làm răng lâu rồi nè, chị thấy không? Nó bị cũ. Với nó hơi giờ cái kiểu dáng răng nó không được thời trang. Em thích kiểu dáng nào? Em muốn làm răng thỏ đó chị. Ốp xứ đi. Ốp xứ hả? Bên Nhơ Khoai Xanh Liếp đang khuyến mãi 50% từ hôm nay cho đến ngày 30 tháng 1. Ốp xứ đi. Đẹp. Khuyến mãi 50% luôn. 50%. 31 tháng 1 hả chị? 31 tháng 1. Sao vậy? Chắc không kịp mà chị ơi. Không sao hết, em có đăng ký trước, xong rồi qua Tết em làm. Như vậy cũng được hả? Được. Em mê quá à. Nhưng sao? Nhưng mà vẫn không được chị ơi. Sao vậy? Nó khuyến mãi nó cỡ đó rồi mà vẫn không làm được hả? Em muốn làm răng mà. Thì đúng rồi, thì đập bữa giờ em vẫn muốn mà. Nhưng mà tại vì ở quê á, em nợ đầy đầu luôn, không biết khi nào mới trả được nữa. Nói gì đến chuyện làm răng. Làm hai cái răng cửa thôi. Làm nguyên bộ thì nó nhiều tiền. Dù có khuyến mãi 50% em cũng không làm được. Thì mình làm hai răng cửa thôi. Làm một bộ thì nhiều, làm hai cái rẻ rề à. Còn giảm 50% nữa, đăng ký trước qua Tết mình làm. Làm hai cái thôi hả chị? Làm hai cái. Mà yên tâm nha, mình làm răng sứ mà cái răng màu y chang răng thật của mình luôn. Cho nên là nhìn rất là tự nhiên. Yên tâm nha. Làm. Mình nhớ mà đọc bách là sắm trọ chú Mạnh để chị được hưởng hoa hồng. Không quên được cái đó luôn. Mê quá luôn. Mê. Thôi chị, khi nào em có tiền nhất định em kiếm chị. Nhớ nha. Làm hết hàm luôn đi. Làm một hai cái làm cái gì?
Anh. Trời ơi, sáng giờ anh đi đâu vậy hả? Em gọi xuống mà anh không nghe. Làm gì mà xỉn dữ vậy? À, em xin phép anh chị, xin phép tụi em cho em được nói chuyện riêng với vợ em một cái. Sao vợ? Vậy anh? Năm nay coi như xé nháp. Anh hứa với vợ, Tết sang năm anh sẽ đưa vợ đi về quê. Mà không, không có về quê anh ạ. Anh sẽ đưa vợ đi du lịch xuyên Việt, sau đó mình mới sắp xếp về quê. Anh Mạnh, nếu như vợ chồng anh chị muốn và thích ấy, em cho đi luôn. Các em thích ấy, alo cho anh một cái, anh lo hết, anh hứa. Trời, đúng là người xỉn nói chuyện luôn á chú. Anh không có tiền anh ở trọ, chứ mà anh đang cho anh ở free mà anh còn đòi dẫn nguyên bậy đi xuyên Việt. Ông bệnh, sao mà cái mỏ vô duyên quá vậy? Nói chuyện mấy tứ vậy trơn á. Nó nói có duyên đấy. Có duyên. Có duyên là cái duyên em được gặp anh chị. Anh chị giúp em, anh nói gọi nghe, anh Mạnh giúp vợ chồng mình thì mình phải giúp lại. Em có tiền em sẽ lo tất cho cả mọi người và lo cho vợ em. Sang năm mình phải đi xuyên Việt, sau đấy mới về quê. Mình sẽ đi, mình chụp ảnh, mình mang tất cả những cái quà cả Việt Nam mình về đưa cho bố mẹ em làm quà Tết. Chị ơi, anh xỉn quá rồi đó, đưa anh vô nghỉ đi chị. Anh không có xỉn. Anh giờ anh ở đây rồi, còn xe của anh đâu? Anh biết là khi uống vào một cái chỉ một xíu thôi là công an sẽ thổi nồng độ cồn. À, xe xem để ở chỗ nhậu rồi. Tại ông chủ kêu là uống thêm một hai lon thì ông ấy thưởng cho 20 anh ạ. Cho nên là em mới cố uống thôi, chứ em không có xỉn, em thật sự. Vợ, anh không bao giờ xỉn mà vợ. Một hai lon gì, này là cả thùng á. Thôi, đừng có đưa ra nó vô nữa, đốt nhà người ta bây giờ. Xỉn quá rồi, đưa nó vô đi. Không, em phải ngồi đây, em không có xỉn mà. Em ngồi đây uống với mọi người. Rồi, em không xỉn được chưa? Thôi, chồng, vợ biết đó là chồng không bao giờ xỉn. Chồng em là số 1 luôn. Nên bây giờ thôi, chồng vô nghỉ trước đi. Rồi lát nữa có gì mình từ từ tính tiếp. À, thế cũng được, thế em xin phép em vào em chợp mắt 5-10 giây thôi. Em ra em uống với mọi người. Dạ, em không có xỉn. Dạ, rồi. 3 năm phải đi du lịch. Trời ơi, trời còn sáng bưng bửng à, mà say xỉn rồi. Thằng Tiến chắc nó đang buồn dữ lắm. Vợ à? Dạ. Vợ lấy anh á, anh không có lo đầy đủ được cho vợ. Vợ có buồn không? Anh hỏi gì đâu không mà. Năm nay không có về quê được ấy. Anh hứa sang năm anh sẽ đưa vợ về quê, thăm nhà nội, thăm nhà ngoại. Thằng Tiến này ấy, nói được là làm được. Vợ chỉ cần biết vợ là vợ của thằng Tiến thôi. Còn tất cả mọi việc nặng nhọc ấy, trả nợ ấy, cứ để một mình anh lo hết. Thì cùng lắm mới là vợ chồng mình cùng làm, cùng trả. Chứ làm sao mà em để một mình anh gánh vác hết số nợ đó được. Đừng có nói vậy nữa nha. Alo, mẹ hả? Mẹ ơi, chuyện miếng đất đó, mẹ bán được chưa?
có chuyện gì mà con khẩn cấp vậy con? Thì vợ chồng con làm ăn thua lỗ, con đã kể mẹ nghe rồi đó. Đất đai ấy, giờ nó đứng im cứng ngắc luôn con ơi. Mẹ kia có đất hà rằng luôn đó. Người ta coi xong bỏ đi hết trơn. Bán được á, mẹ gọi con liền nha con. Mà nè, Tết sắp đến rồi, hai vợ chồng con sắp xếp về ăn Tết với mẹ nha con. Dạ, để con sắp xếp nha mẹ. Dạ, con chào mẹ. Chào chị Hiền. Ừ. Chú Mạnh. Ừ. Ôi, nay uống gì vậy chú Mạnh? Cái trà tỏi an cà ga leo tí tô. À, dạo này người nóng quá, uống cho nó giải độc gan mà. À, vậy chú hết nóng chưa? Cũng đỡ rồi, mày biết mà. Cái cà ga leo này nó giải độc gan là số 1 mà. À, vậy chú uống gì nữa? Đã bớt nóng rồi, mình uống cho cái người mình nó đầm thấm hơn, nó dịu dàng hơn, hiểu không? À, ừ. Vậy chú thấy đầm thấm dịu dàng chưa? Đầm thấm dịu dàng rồi. Vậy chú uống gì nữa? Thì trong này nó có tiếu tô nữa, hiểu không? Làm cho da đẹp, lớn tủ rồi uống cho da đẹp hơn, hiểu không? Ừ, ghê ghê. Rồi chú cảm thấy da mình đẹp chưa? Đẹp rồi. Vậy chú uống gì nữa vậy? Uống bà nội da mày uống, mấy đứa mày hỏi hoài vậy? Vậy mà nói uống bớt nóng rồi. Tao nói thiệt với mày, bây giờ uống cái gan rồng cái gì có cũng gặp mày cũng nóng nữa. Chuyện của mình không lo, lo chuyện người ta. Chuyện con là chuyện gì chú? Mày coi mày lên trên cái trang cá nhân của mày, mày tháo cái tâm trạng buồn của mày, cái gì xa Tết ghi bậy bạ vừa rồi đi. Cái vụ mà bà chủ cái gì yoga gì gì đó tiêu cực không à. Trời ơi chú, trang cá nhân của người ta tự nhiên chú ý kiến ấy còn. Nhưng mà tao đọc vô tao cảm thấy không có vui, nó bực bội, hiểu không? Tự nhiên vô nhà người ta bực ngang hông. Thôi vậy chú uống trà cho hạ hỏa. Mày làm bèm gì đó? Không nấu gì đâu. À, chị Hiền ơi, cho em ly cà phê đen mang đi nha. Ừ. Chị Hiền ơi, cho em ly cà phê mang đi luôn. Ok. Hai đứa thì uống cà phê giống nhau, mà gặp nhau là cãi nhau như chó mèo vậy, hai anh em bày. Chị Hiền, em không hề giống nó. Nó bắt chước em. Tỉnh táo lại giùm đi. Ông mới là người bắt chước tôi á. Ông bắt chước tôi. Mày bắt chước. Ông bắt chước tôi. Ông mới là cái người bắt chước tôi. Hạ giọng của anh em bình yên lèm bèm quá trời luôn à. Chiến sống từ tập này tới tập kia chưa chịu vừng lại nữa hả? Bộ anh chị tính đi tập hát hả? Hay gì sáng sớm luyện thanh dữ vậy? Thôi, không có cãi nhau nữa. Đây, của em đây. Dạ. Bên đây. Dạ. Cãi lộn suốt ngày. Còn ông nữa. Uống trà từ sáng giờ rồi điều tra cái vụ mà nợ ngập đầu gì cũng tiếng cái gì chưa? Đúng rồi chị Hiền. Chị Hiền ơi, chị nhớ không? Hôm qua chị Tiên có nói á, vợ chồng chỉ là đem nợ ngập đầu ở dưới quê. Phải điều tra chứ chị. Sao thằng nó nói gì quá trời dài luôn rồi, qua nó giải thích nó trả lời sùm. Mà sao tới cái khúc mà nợ nần ngập đầu sao nó không nói là sao ta? Trời ơi chú ơi chú, có ai hiếu nợ mà đi khoe đâu chú. Cái kiểu này là ở dưới quê nợ ngập đầu nè mới trốn lên đây nè. Nhưng mà mắc gì đẩy đầu tôi? Ủa nãy ai đẩy đầu tao? Đó. Không nữa rồi đó, chiếm sóng nữa rồi đó, không cho ai nói gì hết trơn trời à. Nói đi. Mà nếu mà như vậy á, tính ra là chú Mạnh dẫn sói về nhà rồi. Lỡ chủ nợ mà dưới quê đi lên đây á, qua xóm trọ mình là mà làm rùm beng luôn một cái là thôi luôn á. Ê, tao không như bình đi đâu nha, muốn nói gì bước vô mày. Bởi vậy nên mới bị người ta chiếm sóng á. Chưa hết đâu nha chú, con còn nhớ như in hôm qua chị nói là nợ ngập đầu đó. Mà nợ ngập đầu có nghĩa là có rất nhiều chủ nợ đúng không? Tưởng tượng đi một ngày nào đó hả, tất cả các chủ nợ kéo tới đây coi là banh chành cái xóm trọ mình luôn á. Em tưởng tượng thôi nha, ngay mùng một Tết tất cả các chủ nợ kéo đến đây, từng người một chửi xối xả vô từng người trong xóm trọ của mình, mỗi người một câu thôi, nhấn chìm cái xóm trọ mình luôn. Nè, mày nói tao mới thấy ghê đó. Mày nghĩ sao vậy? Chủ nợ người ta cũng có tình có nghĩa, với lại dưới quê vòng vòng người ta quen biết lẫn nhau, có gì người ta chia mùng người ta đi, ai mà gom vô cái mùng một người ta chửi. Hả? Thiệt đúng không chú Mạnh? Đúng cái đầu mày á, tào lao mà chuyện có gì mày nói mà rồi đẩy lên nè, tụi bay mới làm tao ẩu thiên á. Rồi ông sao rồi?
lo chuyện này sao rồi hả? Tính sao? Vậy yên tâm đi, một hồi vợ chồng đi làm ra rồi chồng lựa lời chồng hỏi cho nhé. Tôi không có biết rồi nha, tôi bất an nha. Ngay mùng một nguyên một đống chủ nợ lên đòi nợ hàng, nguyên cả năm không làm ăn được gì hết, lo. Rồi, chồng đã hứa với vợ là để chồng giải quyết, là chồng giải quyết, vợ cứ yên tâm. Ừ. Nha. Tiên. Chào dạ. Em đi làm quá cưng. Chị. Dạ. Chào anh chị. Chào chị. Ủa sao sáng nay mọi người đông đủ quá vậy? Tụi anh thường thường sáng dậy tập thể dục rồi trao đổi kinh nghiệm cuộc sống trong xung quanh này nọ. Dạ. Nếu vậy thôi mọi người từ từ nói chuyện nha. Em xin phép đi làm trước. Dạ. Ok cưng. Okay, bye bye chị. Đi cưng. Ừ. Ôi cũng dễ giờ con đi làm luôn nha chú Mạnh. Ừ. Dạ ba chú Mạnh. Đi. Con đi luôn nha chú. Rồi, đi này đi, nha đi, chị. Đi. Ừ. Dạ. Ông Thiên. Chị. Đi chợ với tôi không? Sao tối ngày rủ đi chợ hoài vậy má? Hôm bữa tôi thấy ở ngoài có cái đầm đẹp lắm. Giờ mới để dành đủ tiền mua nè. Đi với tôi đi ra lấy lía coi được không? Được tôi mua luôn. Cái đầm đẹp lắm hả? Ừ. Vậy thì đi. Thư dí mày đi. Mua đầm cho tôi làm gì cũng vui quá vậy. Ủa, lên mặt kém không được hả má? Không. Ủa vậy mày rủ tao đi theo chi? Lựa giùm thôi, đầm tôi sao mặc vừa. Ôi trời đất ơi con này. Thôi chứ mạnh về em đây. Này chồng. Ừ? Chồng có để ý không? Tâm lý một cặp vợ chồng bình thường là khi mà chồng mình say xỉn nhậu nhẹt như vậy thì kiểu gì cũng có cãi lộn. Nhưng mà sáng nay thấy không, con Tiên đi qua nó rất là tỉnh bơ. Đúng. Cái gì nữa là không ghi lại một câu nào luôn chú. Đúng rồi đó chú với chị. Đáng lý ra là phải làm lớn chị này lên, là phải đùng đùng luôn, phải đánh lộn, đập đồ tùm lum tùm la trong nhà luôn mới đúng. Dạ sao tôi phải đi làm rồi mà. Chú có hiểu chuyện gì hết sao mà đi. Trời ơi không có hiểu là bất rất khó chịu lắm chú ơi. Con chỉ là quan tâm cái vụ nợ nần thôi. Còn cái vụ mà hả vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà vợ chồng này cũng bất bình thường đó nha. Nè, tao nói tụi mày nghe chưa? Nghe, đừng có nhiều chuyện quá, nghe. Nhiều chuyện quá không có được đâu. Tao nói mày sống nào sống không khua. Thì đâu vừa cãi lộn mày cúi giường này què thôi. Nè, áp dụng với vợ chồng nè, chứ là tôi giận hơi dai nha. Trời sao vợ hay lấy chuyện người ta vui mình quá. Giờ thấy anh có dám chống vợ đâu. Thôi, thằng Tiến ra kìa. Đi. Dạ. Nhớ nè. Đi thẳng không quay đầu lại. Ok. Dạ. Dạ, biết rồi. Chị Hiền. Ừ. Chị ra đây em muốn nói chuyện với chị một tí. Không rảnh. Có chuyện gì? Em trả tiền cà phê chị không lấy hả? Thì tiền cà phê rồi lấy. Đây, hai đứa đây. Ghi sổ giùm em. Mày... có chuyện gì thì kể lại cho tụi em nghe nha. Kể là không có sót một chi tiết nào nha. Chị mà sai một đoạn nhỏ là thôi là em nhận chị suốt rồi luôn á. Chị dạ. nhớ đi. Nhớ nha chị. Nhớ nha chị. Mình như bị thôi miên rồi trời. Cái nhiều chuyện. Anh, chị. Ừ, mày rồi, ngồi xuống đây. Để tao hỏi chuyện coi. Rồi. À, dạ. Mày thấy sao rồi, con mày xỉn lắm mày biết không? À, em biết chứ. Nói chung bây giờ toàn cơ thể là nó tỉnh táo rồi. Còn mỗi cái đầu anh à, đầu như búa bổ. Trời, mày nói gì nói quá mà đầu búa bổ chắc còn à. Thôi nào uống miếng trà đi để cho nó tỉnh táo lại. À, dạ. Nè, bớt nhậu đi nha. Dạ, em biết rồi. Tại hôm qua máu quá anh ạ. Cái ông kia cũng nói là cái gì uống vào ông ấy bo. Uống gần 20 lon luôn anh. Bo có 20 à. Trời. Mẹ Tiến, chị nói này nha, không phải là chị là đàn bà phụ nữ mà chị bên vợ em đâu. Mà em đừng có nhậu nữa. Chị yên tâm đi, em không có nhậu nữa đâu. Nhậu một hôm thôi mà cái đầu nó đau như búa bổ anh ạ. Nữa đó. Thôi. Này nè, có chuyện quan trọng muốn hỏi nè. Mà hứa với anh à, không có nói dối, không có giấu anh, không có tao giận á. Từ trước tới giờ em đã nói cái gì sai sự thật với anh đâu. Em có gì giấu giếm anh đâu. Vậy nghe hỏi nha. Có phải dưới quê mày nợ đầy gì đâu, rồi mày trốn này trốn nợ đúng chưa? Ai nói với anh? Vợ em nói. Làm gì đâu mà ra mà nợ đầy đâu. Không nha. Đầy ở đây trơn là vợ em nói cho anh nghe hết trơn á. Bởi vậy ấy, nhiều lúc em cũng nói nhưng mà vợ em không có nghe. Ý là cứ có một này nghĩ thành hai không à. Em nợ chỉ có một người thôi, lấy đâu ra mà đầy đâu. Thiệt không? Dạ. Mình có hai đợt dịch đúng không anh chị? Ờ. Hôm bữa ấy, em mới kể đấy, đợt dịch một thôi. Vừa kể cái là chị nói là cái quán sao rồi. Thì em phải kể vắn tắt cho chị nghe thôi. Chứ em đâu có giấu giếm gì anh chị đâu. Rồi, cái đợt dịch đó là sau cái đợt dịch đó rồi sao? Mày nói tiếp đi cho nghe anh coi. Anh lại nữa. Anh lại cứ hối như thế em lại kể vắn tắt nữa. Mất công anh chị lại nói em giấu kiếm anh chị. Rồi, kể. Sau cái đợt dịch đầu ấy,
thì tụi em mở cái quán nó bị không đúng khẩu vị, thì hai vợ chồng phải cầm cự. Em kêu vợ em dẹp quán thì vợ em đâu có chịu đâu. Rồi. Thế là bố mẹ em phải bán miếng đất nhà em để mà duy trì cái quán. Rồi. Nhưng mà vắng khách như thế, cạn vốn anh à, hết miếng đất rồi. Thế em mới tâm sự với vợ em là bây giờ nếu mà muốn có khách ấy thì mình phải thay đổi khẩu vị, mình phải thêm nhiều món hấp dẫn hơn, có thể bán đồ ăn miền Tây cũng được, nhưng phải giảm cái khẩu vị để cho nó phù hợp với lại miền Bắc. À. Vợ em nghe anh à. Ừ. Nhưng mà lúc đấy hết vốn rồi. Lúc đấy thì nhà em thì miếng đất thì bán rồi, còn mỗi căn nhà bố mẹ em đang ở, nhà thờ từ đường nữa, không lẽ bán luôn bố mẹ em ở đâu. Thế là cũng may có ông bác, nhà cũng có kinh tế, ông mới cho vợ chồng em mượn 70 triệu. Mà cũng may là bác ấy không có lấy đồng lãi nào ấy, chứ nếu mà lấy lãi thì chắc là cũng chết anh à. Rồi sau đó làm sao nữa? Thì sau khi bác em cho em mượn 70 triệu đấy, tụi em mới mở quán bún đậu mắm tôm anh à. À, bán cả đồ miền Tây với lại bán thêm đồ miền Bắc nữa, khách hàng đông kinh khủng anh. Ừ. Cái món bún đậu mà ăn tới đâu mà nhiều người ta ăn còn 4 bữa một ngày mà. Cái gì vậy? Ô anh ơi, ăn sáng này, ăn trưa này, ăn tối này, còn ăn đêm nữa. Em đã nói là nhiều khi đêm hôm đừng có ăn bún đậu, nhưng người ta nói là người ta bị nghiện. Ghê vậy. Đấy thì lúc đấy làm ăn ra được ấy, thì trả được cho bác em 20 triệu. À. Đang ok, tiền đang vào thì đợt dịch thứ hai nó tới ngà. Lúc đấy anh chị cũng biết đấy, tan nát hết. Cho nên là bây giờ em chỉ nợ đúng một bác em 50 triệu thôi, chứ không có đâu ra mà đầy đầu, nghe ghê quá ngà. Trời đất ơi, vậy mà con vợ mày nó nói cái gì đâu mà nợ ngập đầu rồi không có dám làm cái gì cái trơn á. Trời thì tao nghe tao cũng bủng đủng ngay chân luôn à. Đối với anh chị thì số tiền 50 triệu đấy có thể trả được, nhưng mà vợ em bây giờ ấy, 50 triệu nó quá lớn anh chị à. Với lại tính vợ em ấy, cứ một thì lại có hai. Nhiều khi con vợ em nói mãi mà nó không nghe. Cứ nói là khi nào mà phải trả nợ xong rồi thì mới được về quê, mới có cái gì ngẩng mặt để nhìn hai bên được. Chị thấy á, là con Tiên nó thương em đó. Nè em nghĩ đi, sở dĩ mà không về quê là nó sợ là bà con hàng xóm nhìn vô coi thường hai vợ chồng, cho nên nó mới nghĩ là trả nợ xong thì mới về. Nè, nhưng cái vụ làm đẹp nè, đàn bà con gái đó là nhu cầu, làm đẹp là nhu cầu. Nó nói với chị là nó muốn có bộ răng thỏ, thì chị mới tư vấn với nó là sẽ đang xem 50%. Cái nó suy nghĩ sao cái nó kêu là nó còn mắc nợ đầy đầu này kia cái thứ, nó phải trả hết nợ đã nó mới làm. Thấy chưa, nó rất là thương em. Nó là một người phụ nữ biết điều, nó nghĩ là nó sẽ trả nợ, thay vì nó dành dụm tiền để nó làm đẹp thì nó dành dụm tiền nó trả nợ cho em. Em biết anh chị à, tính em ấy thì nhiều lúc cứ con vợ vậy thôi, chứ em thương vợ em nhiều lắm. Ừ. Em nói thật nha, nếu như mà em có điều kiện ấy, em không bao giờ bắt vợ em làm bất cứ một cái gì hết. Muốn làm đẹp, muốn làm cái gì hết ấy, em tạo điều kiện hết. Nhưng bây giờ tụi em kinh tế khó khăn như thế này, thật sự nhiều lúc ở nhà ấy, vợ em cứ la cứ mắng ấy, em có dám nói lại câu nào đâu, im thin thít anh ạ. Nói chung mà hiểu chuyện là được rồi, hiểu chưa? Trong cuộc sống này nè, con người ai cũng có cái giai đoạn khó khăn hết. Cái quan trọng là mình vượt nó qua như thế nào, và cái quan trọng hơn nữa là phải giữ cho gia đình êm ấm và hạnh phúc. Em hiểu mà anh. Ừ. Thôi em cảm ơn anh chị nhá. Bây giờ tụi em chạy ra em lấy cái xe rồi em qua chở vợ em đi ăn sáng, rồi xin lỗi cái vụ hôm qua nữa. Nên đi nha. Thôi em chào anh chị nhá. Đó thì thấy chưa, tại vì mình không hiểu thôi. Giờ hiểu thấy thương nữa không? Thì cũng tội nghiệp, nhưng mà tình hình chung mà ai cũng khó khăn hết trơn á. Theo như con thấy và nghe lời chị Hiền kể thì con thấy hai vợ chồng anh Tiến rất là bình thường. Mà tại sao không về nhà hai ngày nay rồi? Con nghĩ là anh chị bận chuyện gì đột xuất á, chứ không có ý định bỏ đi đâu. Tại vì đồ đạc còn y nguyên trong phòng mà. Mà chuyện gì đột xuất mà gấp rút dữ vậy? Với lại có đi đâu á thì cũng phải nói cho chú Mạnh với chị Hiền biết một tiếng chú. Cái chợ chứ phải cứ chợ đâu, muốn ở là ở, muốn đi là đi. Có khi nào anh chị bị gì không? Chứ con thấy á, ở xóm trọ của mình á, chú Mạnh với chị Hiền nó có lấy tiền anh chạy đâu. Thôi, bớt bàn tán lại đi. Cái chuyện mà qua miệng mấy đứa không có gì cũng thành nghiêm trọng đó. Chồng, ở trong tiếng chưa? Ôi rồi, mà không mất máy. Tới tối hôm qua nó còn chuông còn đổ chuông. Từ sáng hôm nay cho tới giờ là nó gọi ý luôn á, giống như nó tắt máy luôn á. Chồng, hay là mình báo công an tụi nó mất tích đi. Cái gì vợ? Hai vợ chồng nó cũng lớn rồi mà, cũng trưởng thành rồi đúng không? Với lại sự việc xảy cũng đâu mất 2 ngày à. Bây giờ mình báo, mình trình báo gì đó thì cũng phải có nguyên nhân, nguyên do chứ. Chứ lên nói không là ai tìm, đâu ai rảnh đâu. Vậy giờ sao chú? Chẳng nghĩ sao cái gì. Giờ chỉ còn có một cách thôi. Cách gì chú?
chờ hai dòng nó về. Trời đất ơi. Ê mọi người ơi, anh Tiến anh về rồi kìa. Hả? Tiến. Anh dạ? Tiến. Anh Tiến. Đây. Đi vô đây, vô đây, vô đây. Nhanh nhanh. Mày đi đâu vậy? Hả? Sao gọi không được sao? Hả? Ngồi xuống đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Tiến. Anh đi đâu mà anh không có nói gì với mọi người vậy? Anh biết mọi người lo cho anh lắm không? Rồi chị Tiên đâu mà sao có mình anh vậy? Hai đứa gây nhau đúng không? Nè, anh gọi mày quá trời khuất máy mà mày thấy cuộc gọi nhỡ của anh mà không gọi lại cho anh là sao? Em xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Nhưng mà vợ em mất tích rồi anh à. Hả? Cái gì vậy? Làm sao mất tích? Sao mà mất tích được anh? Chị lớn rồi, đâu có dễ dàng mất tích vậy được. Đúng rồi, cái đây mấy bữa em còn thấy chị mà sao tự nhiên giờ mất tết. Thôi, quay mũi đứa không câu làm sao trả lời được. Bình tĩnh đi. Sao giờ mất tích vậy? Trời ơi. Chị ơi. À gì đó em? Chị cho em gặp vợ em tí ạ. Vợ em lúc sáng đã xin phép chị đi ăn và uống cà phê mà. Ủa chị tưởng đi với em chứ? Em mới chạy ra chỗ tụi em hay đi ăn sáng ấy, không thấy gì ạ. Vậy không biết nữa, sắp đến giờ hẹn khách mà vợ em cũng chưa có về. Từ nãy giờ chị cũng sốc ruột. Đó, đồ đạc và điện thoại của vợ em vẫn còn đây. Hèn chi sáng giờ em gọi vợ em không bắt máy. À, hay chị cho em lấy cái điện thoại của vợ em nhá. Được rồi, em cứ lấy đi, đồ đạc của vợ em mà. Em đã chạy đi khắp nơi tìm vợ em. Và thậm chí là em có kiểm tra điện thoại, đọc hết tin nhắn xem có ai nhắn hay không. Rồi tới tất cả những chỗ mà vợ em quen biết đấy, nhưng mà không một ai biết hết anh à. Bây giờ em không biết vợ em ở đâu nữa. À vậy là qua giờ em đi tìm vợ em hả? Dạ. Sao mày không chạy về đây đi? Lỡ vợ mày nó về đây thì sao? Em có về đây mà anh. Lúc em về mọi người đã đóng cửa ngủ hết rồi. Em có mở cửa đi vào thì thấy phòng em khóa ngoài. Em biết là vợ em không có về, cho nên em mới chạy đi tìm tiếp anh à. Ê vậy là anh có về mà mình không có hay. Vậy sao anh không nghe máy chú Mạnh đi rồi để tụi em phụ anh tìm chị? Em có thể gọi nhưng mà lúc đó quán quàng đạp đi tìm vợ em. Lúc đấy trong đầu em không biết, không nghĩ được một cái gì hết. Sau đấy anh có lấy cái điện thoại anh gọi cho ba vợ, gọi cho mẹ vợ anh luôn mà cũng không biết vợ anh ở đâu. Tới mà khi mà vừa định gọi cho anh Mạnh thì máy nó hết pin anh à. Anh xin lỗi, xin lỗi để mọi người lo lắng, nhưng mà thật sự bây giờ anh cũng không suy nghĩ được một cái điều gì hết. Không sao hết. Chị cũng vậy, mỗi khi mà chị tập trung vào cái gì quá thì chị cũng hay quên hết. Không sao hết nha. Thôi bây giờ từ từ cứ bình tĩnh lại đi. Rồi mình từ từ mình suy luận ra rồi từ từ mình sẽ tìm được giải em thôi à. Nha, mày cứ bình tĩnh đi. Người ta thường nói là cái gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại lên hồn đuối cao. Dạ. Em cứ bình tĩnh đi nha. Cái này là con suy đoán thôi nha. Rồi. Em giả dụ thôi nha. Em có gì em cứ nói cho anh để anh biết chứ bây giờ anh dối lắm. Dạ, có khi nào chị bị bắt cóc tống tiền không anh? Em bị dở người hả? Tụi bắt cóc nó mù hay sao mà vợ chồng anh vừa nghèo này, vừa nợ nữa, bắt cóc thì tiền đâu mà chuộc. Đúng rồi đó. Cái đó bỏ nha, cái giả thức đó bỏ. Chú ơi, em không biết là cái này em có nên nói không? Em cứ nói đi, anh đã nói là bây giờ anh dối lắm, có cái gì mà giúp được vợ anh, tìm được vợ anh. Nhưng mà anh ơi, cái này là suy nghĩ của em thôi nha. Rồi. Của em thôi. Hôm bữa chị nói là nợ ngập đầu đó chú nhớ không? Ừ. Coi nào chị nghĩ là không có khả năng trả. Xong rồi bây giờ chị nghĩ quẩn rồi tự tử không? Em nói cái gì đấy? Không, vợ anh làm sao mà như thế được chứ? Sao mà mới lại tụi anh nợ 50 triệu thôi mà nợ tiền của bác anh, không có tiền lời nữa, không tới mức mà vợ anh phải túng quẫn đi tự tử đâu. Đúng rồi, không thể nào đâu. Cái đó bỏ luôn đi. Mọi người nghĩ xa quá rồi đó. Con nghĩ đơn giản thôi, là nhiều khi chỉ còn giận anh cái vụ hôm bữa anh nhậu nhẹt á, cho chị bỏ đi. À, cái này cũng có thể nha. Nếu mà như vậy em nghĩ đi nửa ngày là cùng thôi. Vợ em trước giờ chưa bao giờ mà đi lâu như thế này anh à. Mà tiếc chị. Thôi. Có gì chị cứ nói. Em đang cần chị nói mà. Vậy chị nói nha. Đúng rồi đó vợ, trời đang rối lắm rồi. Mỗi người một ý là sẽ tốt hơn mà. Nãy giờ em nghe hết mọi người nói thì em chốt hạ còn đúng một nguyên nhân thôi. Nhưng mà nguyên nhân này hơi tàn nhẫn nha. Cái gì chị? Là cái gì chị? Đúng không? Chị nói đi chị. Vợ của em là mê làm đẹp, nhưng mà hiện tại không có điều kiện à, cộng thêm nợ nần nữa, em thì không có công việc ổn định, cho nên suy ra cặp đại gia. Trời ơi. Chị ơi,
chị nói cái lý do gì mà giống như phá nát da can nhà em thế hả? Em nghe chị giải thích này, chị giải thích một cái là mở ra cho em luôn nè. Nè, tại sao vợ em đi mà để lại điện thoại với lại đồ đạc? Tại vì đại gia bảo là cứ bỏ lại đi, đại gia mua lại cho. Rồi còn nữa, nợ nần, khi mà theo đại gia không phải suy nghĩ đến nợ nần nữa, đúng chưa? Đặc biệt là nhu cầu làm đẹp lại được thỏa mãn, được thực hiện. Chị Hiền, chị nói chuyện tàn nhẫn thiệt luôn á. Nhưng mà em thấy hợp lý nha. Có lý mà, thật sự. Chị ơi, tính ra chị giải thích một cái là bao nhiêu giải đáp được thắc mắc luôn. Đúng rồi. Rất tàn nhẫn nhưng vô cùng thuyết phục. Thì đó, chị nói rồi mà. Mọi người thôi đi được không hả? Mọi người biết cái gì mà nói? Vợ tôi không bao giờ là con người như thế. Tụi tôi đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió rồi. Tôi biết là tôi không có tiền, tôi không có kinh tế, tôi nghèo thật. Cái lúc trước khi cưới là vợ tôi đã biết là tôi không có tiền rồi mà. Anh ơi, sự thật á, lúc nào nó cũng tàn nhẫn hết. Trước đây chị đến với anh á là vì yêu, là vì tò mò và trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ do áp lực cuộc sống, nợ nần tiền bạc, rồi anh lại cũng không có công việc ổn định, nên là em nghĩ là có thể là chị sẽ bỏ đi. Thôi dẹp đi. Mấy đứa nói giống như là chuyện xảy ra trước mặt vậy đó. Chả ra biết bao nhiêu chuyện rồi, chưa rút kinh nghiệm sao hả? Mấy đứa có thấy không? Hay là chỉ nghe kể là thôi? Chứ theo chú thì lý do gì? Lý do thì phải tìm để điều tra mới biết được. Ý của anh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phải tìm được con tiên á thì biết được sự thật là như thế nào. Anh định điều tra lại hả? Anh Mạnh, anh mới điều tra nữa hả? Vậy có gì anh giúp em kiếm vợ em với anh. Chú Mạnh không nhận biết điều tra mà còn điều tra rất giỏi nữa. Chú phá nhiều vụ lắm rồi đó. Vậy thì chăm sự nhờ anh, vạn sự nhờ mọi người. Dạ kính chào bà con. Còn giây phút nữa thôi là hết năm Quý Mão và bước sang năm Giáp Thìn. Và chú Mạnh xin đại diện cho tất cả thành viên trong xóm trọ chú Mạnh cảm ơn bà con trong suốt năm vừa qua đã ủng hộ xóm trọ chú Mạnh. Xin hứa là sang năm mới, năm 2024, Giáp Thìn sẽ cố gắng làm những bộ phim hay hơn nữa, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ cho bà con ạ. Tới giờ nói, nha. Dạ. Do chúc Tết mọi người cho nên hả là bà Hiền đã chuẩn bị một câu chúc ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi. Cái gì giúp mọi người thông cảm nha. Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, tiền tài thì đầy tủ nha. Mong là hả con cái xung vầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Tới bên. Tới em hả? Dạ. Ông Bình. Năm mới á, chúc có duyên nha, không có vô tri nha. Chắc chắn có duyên và rất là an toàn. Tôi tin không? Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hết rồi hả? Cho an toàn chị. Rồi, tới Yên đi. Tới con. Dạ rồi, kính chúc quý khán giả một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Nghĩ sao mà đúng không? Ê, cái gì vậy? Tao lớn tuổi hơn mày á, mày không biết kính lão đắc thọ hết chưa? Trời ơi. Hèn, năm tới thì về quê tôi ăn Tết đó nha. Thì mày nói đi. Xin chào mọi người, Donna Kiều xin gửi lời chúc năm mới đến mọi người. Chúc mọi người một năm mới kiếm thêm bao nhiêu tiền. Nói từ đó nói đi, tới ông ơi. Cái gì đó nói hả? Còn mình là Tiên thì Thiên chúc khán giả là năm mới sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ và vũ trụ sẽ yêu thương mọi người nhiều hơn nha. Thiên cũng như là thành phần cuối của trong xóm trọ, cho nên một lần nữa thay mặt xóm trọ, chú Mạnh. Anh ơi, còn vợ chồng em nữa mà anh. Đúng rồi, nhân vật mới. xin lỗi. Đây, thôi đừng có giận nha. Bắt tụi em chờ tới 1 giờ đêm để được chúc chứ anh. Anh chúc đi, chúc đi. Dạ vâng, cặp vợ chồng tiên tiến trong xóm trọ chú Mạnh xin chúc tất cả bà con cô bác một năm mới thật nhiều sức khỏe. Gia đình thì lúc nào cũng hòa thuận, êm ấm và hạnh phúc nha. Vợ chồng tiên tiến thì sắp tới sẽ mở thêm một vài chi nhánh bún đậu mắm tôm nữa thì rất mong được quý vị bà con cô bác ủng hộ. Nhưng mà phải nói là ở đâu phải nói luôn đi. Là ở Bình Dương ạ. Khán giả Bình Dương hãy đã ủng hộ vợ chồng của em nha.
Yêu là phải nói là phải ăn ạ. Ăn thì ăn bún đậu ạ. Xong chưa? Xong rồi. Dạ, một lần nữa chúc Mạnh thay mặt cho tất cả các thành viên trong xóm trọ, chúc Mạnh chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xóm trọ chúc Mạnh chúc một năm mới. Nha khoa xin clip chúc mừng năm mới, chúc quý khách năm mới vui vẻ, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ, trong năm 2024 Giáp Thìn này, Nha khoa xin clip chúng tôi có những cái ưu đãi cho khách hàng như sau: 100% miễn phí cạo vôi răng, đánh bóng răng, vệ sinh răng miễn phí, chụp CT miễn phí và tư vấn răng miễn phí. Giảm 50% khi mà bọc răng sứ, bảo hành trọn đời. Niềng răng trả trước 5 triệu, mỗi tháng chỉ còn trả 1 triệu thôi với niềng răng mắc cài. Khi chồng răng implant sẽ tặng ngay 4 triệu đồng. Tặng 50% cho tẩy trắng răng chỉ còn 1 triệu rưỡi. Tặng 50% khi nhổ răng khôn, giá chỉ còn 1 triệu 500 ngàn đồng. Địa chỉ tại 159A Trần Huy Liệu, phường 8 quận Phú Nhuận. Số hotline 0933 565 385 nha. Ủa anh Bình, xong rồi hả? Anh có hỏi được gì không? Không hỏi được cái gì. Em là một người có mối quan hệ trong xã hội ấy. Chính xác của nó. Tao tìm cách tìm vào mày rồi. Anh nói là mình hiểu rồi. Đúng. Ngày xưa cái thời còn lang bạc ấy, mối quan hệ còn rất nhiều. Anh ơi, anh trở về thời ngày xưa đi anh. Ôi anh ơi. Đúng không? Tiên anh ơi. Tiên ơi, em đang ở đâu? Tiên ơi. Tiên ơi. Không, cái hình mà hỏi dữ vậy. Trời ơi, sợ em rồi. Nhưng mà nó chịu đi không? Phải đi xa mới là lương mới cao vậy. Qua túc bên cam lận á. Cái gì? Bên cam. Nó vừa vô nhóm á, cái nó than hoàn cảnh nó khó khăn, cái có con nhỏ nào đó nhận nó vô làm liền, rồi còn ứng trước cho nó 200 đô nữa đó. Nhìn nha, có thấy cái bóng lưng người phụ nữ này đối diện chị Tiên liên quan tới chuyện này không? Hiểu chưa? Ha. Nó qua bên cam không anh? Anh ơi cứu cứu em. Cứu Tiên anh ơi. Mày bình tĩnh đi.